Vy hôm nay mua bộ gì đó? Bộ phai hạt cả. Bộ phai hạt chạc, bộ phai hạt chạc như thế nào? Cái này là như này. Đây ạ, bộ phai hạt chạc như này ạ. Cái này. Thành phố cứu hỏa, đúng không? Ừ. Rồi bạn Bi giới thiệu từng xe nào. Xe trên tay bạn Bi đang cầm là xe gì vậy? Nào, view bật các bạn xem. Xe gì? Tiếp theo xe gì cho bạn xem nào? Xe ủi. Xe ủi à? Đưa lên các bạn xem nào. Xe ủi. Có cái ủi màu gì đó? Màu trắng. Bụp bụp bụp. Rồi tiếp theo. Tiếp theo xe gì nữa nhỉ? Tiếp theo xe gì đấy? Xe gì đấy? Activator. Anh gọi là xe gì? Tổ súp nha. Rồi tiếp theo. Xe chở cái này. À chở cái này hả? Thế chở bạn đi thử làm chở cho bạn xem nào. Chở được không? Wow. Thật là ngầu quá đi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo xe gì nhỉ? Tiếp theo xe gì nhỉ? Đám chặt. Đám chặt đâu? Đám chặt đâu bạn đi lấy cho bạn nào. Wow. À, cái này và cái này. À. Trong bộ này có mấy cái gì? Mấy chú này gọi là chú gì nhỉ? Chú lính cứu hỏa. Chú công nhân nữa. Nhiều lắm nha. Rồi còn có mấy cái biển báo hiệu này. Biển SOS. Biển màu xanh này có quá mặt đâu. Có, biển này là biển là để các bạn phòng tránh này. Biển nguy hiểm này, tránh ra này nha. Còn đây là biển biển báo hiệu đèn giao thông. Biển báo đèn đèn nào? Còn đây là biển stop. Có nghĩa là các bạn khi đi đến đây thì chúng ta nhìn cái biển này thì chúng ta phải dừng lại nha, không được đi nữa, nhớ không? Còn đây là biển báo hiệu dừng lại ở ngay đây thôi. Ở ngay đây thôi. Ở trong này chúng ta được tặng kèm thêm một cái này gì nhỉ? Bình gì nhỉ? Bình xịt chữa cháy. Bạn đi gọi bạn ngồi dậy chơi đi. Ngồi dậy chơi với mình. Ngồi dậy chơi với mình. À, ở đây có thêm một ô tô nữa nè. Đó, nhiều xe quá ta. Đây thêm một ô tô nè các em. Đó. Dậy chơi với mình. Dậy chơi với mình kìa.